tới đi Nhân ơi. Đó. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình với Ngân được chú Hai cho vô cái hầm nè các bạn. Thì ở trên thì chú nuôi gà, còn ở phía dưới á thì trồng mướp. Ngoài ra ở dưới nước nè là còn có nuôi thêm cá nữa. Nên hôm nay mình với Ngân mượn cái tay lưới của chú để mà mình giăng kiếm cá về ăn nha. Ngân ơi, xích vô đi, nó vô bờ rồi. Đây, cái tay lưới này là 3,5 phân á các bạn. Ngân, Ngân, Ngân ơi, đáo lại, đi gói rồi. Rồi, được rồi, được rồi. Đi tới thôi. Giờ mình với Ngân sẽ thả lưới nha. Hy vọng là sẽ dính thật là nhiều cá về ăn luôn. À, thả dọc theo cái vàng mướp. Nếu mà cái vàng mướp này mà được cái lúc mà nó đang ra trái thì rất là đẹp. Nhưng mà may hống hên là tại vì nó đã nguội rồi. Thôi, kỹ thuật bê của con Ngân yếu quá các bạn ơi. Nó làm mình dính vô trong đây, dính vô cái giường mướp luôn, không ra được rồi. Rồi bây giờ làm sao? Dính rồi. Chưa, đừng có bơi nữa. Thả lưới mà bơi. Chưa nha, đợi xíu. Chưa, đợi xíu, nó hơi gói nè. Đợi xíu đi. Rồi, cái tay lưới nó cũng ngắn thôi, không có dài lắm. Chưa nha, để tôi rút kinh nghiệm mới được cho nó, cho nó thẳng thẳng á. Thẳng mới được, nếu không thẳng á là cá nó không, nó đụng vô là nó văng ra đó. Rồi xong một tay rồi, chắc ăn luôn. Giờ mình sẽ đến tay thứ hai nha. Đây, đây là cái tay thứ hai. Hả? Tiếp luôn nha. Mở ra coi. Xíu nha. Hy vọng là hôm nay sẽ dính được nhiều cá. Không biết là trong hầm của chú Hai là cái gì ha. Tôi cũng không biết nữa. Nhưng mà nếu mà giăng lưới thì cá khô phi. Hầm, tôi nghĩ là hầm ai cũng sẽ có cá khô phi hết trơn. Khô phi với cá trắng. Rồi, bái lại đi Ngân ơi. Lại đi, lại đi. Ôi trời ơi, sập vàng. Rồi. Chứ có đụng cái vàng hoài. Ở đây có khi nào hồi mình lộn hai tay không ta? Tôi phải buộc chắc mới được. Đợi tôi xíu nha. Tới đi. Rồi. Ui. Trời ơi. Chưa bao giờ giăng lưới mà nó gặp ghềnh. Này, lưới này hơi gói. Đợi xíu nha ơi. Rồi đi tiếp đi Ngân ơi. Trời ơi, các bạn ơi, cái lưới nó rách nè, nó rách lỗ có bà lớn nè. Cái lỗ này con cá nó chui qua. Ngân ơi, cái lưới nó rách cái lỗ mà lớn nè. Trời ơi. Nhỏ ghê không? Cái lỗ chui, tôi chui cũng gò nữa. Rồi, tiếp đi. Khúc này bỏ non ra, bỏ cái non ra. Trời ơi. Chưa nha. Rồi. À. Ui. Trời ơi, dính lại
Từ từ thôi. Chết, tại sao giờ không biết ngồi đây vịnh luôn trời. Nhân ơi, hả? Hả tệ. Trời, đợi xíu. Có cái cây không? Có cái cây không? Có. Đợi đợi xíu. Chưa bơi lại. Bà rồi, bà đưa đây rồi bà lên đắng bà bơi hẳn đi. Nè. Ây da. Thôi nước sâu lắm nha. Ui, Ngắn ơi. Lúc cái cây. Lúc cây luôn hả? Lúc cái cây này rồi. Cái chỗ cái hầm này nè, có vịt nữa kìa, nuôi quá trời luôn. Có vịt, có gà nữa. Đố còn biết dưa leo làm gì? Cho cá ăn. Ở các bạn ơi, thì mình được biết đó là cá này nè là nó chỉ ăn dưa leo nó sống rồi đó. Vậy là chứng tỏ là cá ăn nó ăn tương, nó không có nhiều gì nè, gọi là gì, nó không ăn mặn đúng không? Nó không ăn mặn. Nó không cá có. Không có nhiều đạm. Đúng rồi, nó không ăn những cái thức ăn khác hoặc là mấy con cá nhỏ đâu, nó chỉ ăn dưa leo mà sống rồi đó. Nhưng mà nãy giờ đợi cũng khoảng giờ cũng lâu rồi 15 đó. Phút rồi đó. Thôi mình đi dở đi ha. Đi. Đi đi. Đi dở thôi. Leo lên trước đi. Bye bye. Đi luôn đi nha, mạnh giỏi. Rồi đi vô đi, vô đi. Rồi. Ui ui ui. Bơi nhanh lên. Dậm lại luôn đi, mệt quá. Bơi nhanh lên. Chạy chó lẹ. Bơi chậm quá. Rồi. Hết cá đi. Của người ta rồi. Chưa nha. Được không? Ui, được rồi. Rồi, đi vô. Gãy cây. Chưa. Rồi, sau 15 phút đồng hồ rồi các bạn ơi, thì bây giờ mình với Ngân sẽ dỡ lưới coi có cá không nha. Dỡ lên. Ui. Đây, cái này là cái gì ta? Có mì dinh. Đây, úi trời ơi. Vừa cuốn lưới vừa có cá được không? Được. Lăn xuồng nha. Đây, con cá đầu tiên nè. Cho vô nha. Còn hết. Hả? Còn hết. Chưa, để tôi coi coi. Úi, đây một con nữa nè. Úi. Úi. Mì dinh nữa. Ôi, con cá. Tại bả ăn tương với bướm nè. Con cá này nó không có được mập như là cá ở ngoài sông á. Nó cũng hơi ốm. Ui, nhưng mà cũng được rồi. Ngân ơi, đi đâu vậy? Tôi nghĩ là mình nên đi cái đầu ngược lại á. Đi sao? Đi sao? Giờ đi làm sao? Qua đây một con nữa nè. Ui, dính nhiều quá. Ui. Coi, nằm im. Để coi bè nào dở ra coi. Thôi, chắc là con cá này nó mới vừa dính hay sao á, mà nó dậy quá trời luôn. Trời ơi, dòng gió kéo đến rồi Ngân ơi, nhanh đây, lên. Đi đúng mua đó. Đợi tôi xíu, tôi cũng phải từ từ. Tôi mới dở nó ra được. Đây, một con cá nữa, bỏ vô. Thôi. Vô đi. Ôi, sao tới đây hết rồi kia, một con nữa. Cá rô phi. Cá rô phi nhỏ. Làm gì ăn? Ôi, con cá này nhỏ quá các bạn ơi, mình thả nó đi, cho nó sống lại đi. Tại nó nhỏ quá. Tại khi nào bà thả nó lại không dính lưới nữa không? Không, không dính đâu. Ê, trời, lần này có con cá. Ôi, nó dính lưới nữa rồi nè. Lưới mà bắt lên đi, chứ không có lưới là nó lớn. Nó dính nữa rồi nè. Sao kỳ vậy? Thả xuống lại. Chở đi rồi mà không đi. Thả không phải tại tôi đâu. Dục quá xa xa nha. Thôi. Dính lưới nữa. Nè, đi đi. Rồi. Ui. Bà dính chân lần nữa tôi bắt bà luôn đó. Rồi, ủa cá nó nhảy sôi sói luôn á. Gì vậy sao ta? Rồi, trời ơi, sao ở đằng đây ít cá lại vậy? Wow, con này bự lắm nè. Ui, mày dinh. Ôi, con này ngon lắm. Kìa. Vậy có con này nữa là hết rồi. Hết rồi hả? Sao ngắn lưỡi vậy? Ngắn quá ha. Ước gì tay lưới này mà dài ra được thêm xíu nữa ha. Là Văn còn dính nhiều cá hơn Ngân ơi, lôi lại xíu Ngân ơi. Mình còn một tay mà đúng không? Đúng rồi. Còn một tay nữa.
Ui. Ui. Là nước ba màng á. Ui. Cái này nó dính chặt quá. Ui. Nó dính cái đầu. Xin lỗi mẹ cá. Bà ăn người ta mà bà xin lỗi người ta cái gì? Tại nó dính nhiều quá. Rồi. Ui. Rồi. Hết tay lưới đầu tiên, các bạn đã thu hoạch được 5 con cá mè dinh với 1 con cá rô phi. Nhưng mà cá rô phi thì thả mất tiêu rồi. Hết rồi. Mở ra nha. Rồi mở đi. Từ từ. Không biết cái lưới thứ hai có dính được nhiều vậy không? Hy vọng là sẽ dính nhiều. Ôi. Rồi, tiếp tục mình sẽ mở tiếp cái lưới thứ hai. Ôi mát quá. Rồi, đi thôi. Đi thôi. Sao im ngu vậy? Im ngu à. Rồi, con cá này nè các bạn ơi, là tại nó ham vui hay sao á, tự nhiên cái nó bay vô à, không ai làm gì nó luôn á. Con cá rô phi. Văn lưới bắt người ta mà nó là không làm gì người ta. Không, nó tự vô luôn á. Đây. Nó tự đeo theo sao luôn á. Thiệt hả? Thiệt, nó tự đeo theo luôn á. Tôi đâu có thấy nó dính đâu. Văn làm gì đó vậy? Một người thì dở cá rất là vui luôn các bạn, còn một đứa nó làm gì ở thằng kia không biết nữa. Người ta làm lưới cho bà đó. Cái lưới. Wow, cá này bự quá. Ủa, con cá rô phi này to đùng luôn. Bự không, bự không? Bự lắm. Dính luôn rồi. Mệt quá bà. Ủa, con cá rô phi này, ui da, bự quá. Coi chừng nó đâm nha. Sắp hết tay lưới rồi đó. Nó dướng nhiều quá à. Để túi xíu đi. Tới tôi phải gỡ cái con này ra mới được. Nó dính nhiều lưới lắm. Ui da. Ui da. Được. Đây. Bự quá vậy. Bự chà bá luôn. Tiếp đi. Wow, đây một con nữa. Nhưng mà con này nhỏ quá. Nó đi. Rồi. Cá ơi, cá đâu hết rồi? Ôi, một con cá mè dinh ở đây ăn ơi. Ồ, con cá này bự này nghe. Trong hầm này cá trắng nhiều quá. Hôm nay mình dân hay quá. Sắp hết tay lưới rồi. Hết chưa? Sắp hết là cái cây còn tưới nè. Không gỡ nữa quá mà hết rồi. Muốn nhưng mà trời mưa rồi. Rồi nó nhảy ra ngoài luôn rồi. Ui, ui. Anh ơi, đẩy 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 xuống qua bên đây xíu qua nó dướng rồi. Rồi được chưa? Đây, hết lưới rồi hả? Trời ơi, hết lưới rồi, còn dính được một con cá rô phi nhỏ nữa. Ơi, cứu tôi, cứu tôi. Cái gì vậy, gì vậy? Dương, dương. Ui. Cứu tôi, đi ra ngoài. Nó cầm cá. Lần lưới nãy giờ dính được con cá này, giỏi ghê chưa? Giỏi quá. Cho thêm con cá nữa. Ôi, cũng nhiều chứ bộ. Nhiều không? Nhiều mà. Mày đem về mình đủ làm. Thả nó đi. Thả luôn hả? Chưa nha, để tôi cuốn cái lưới lại cho chú hai đàng hoàng cái đó. Qua này nhé. Rồi, xong. Xong.
là kỹ cá đó. Ôi đi qua bên đây thôi, nhiều cá quá. Ui, đừng. Con muốn hai mướp không? Tôi lần đi hai mướp luôn. Hai mướp luôn. Đi lên. Từ từ, đừng bỏ lại nghe. Nhanh đi, mưa tới rồi. Từ từ, đừng có dội, trời ơi, ở đây mà hối hối một hồi, cá té ở dưới. Chợ lưới lại à? Quá. Nè, được bao nhiêu cá nè. Đó, các bạn ơi, được 6 con cá mì dinh với lại 2 con cá goofy. Nhưng mà cá bự thiệt luôn á nha. Thôi mình đi về nha. Ôi khoan, nếu chưa có cá không mà chưa có rau thì chưa ăn cơm được. Vì đi hái mướp hay gì, tôi hái đây có vàng mướp chứ bên kia cũng đi có. Đi bọc cái đường này đi. Vậy hả, chị đi nha, hy vọng là sẽ không té nữa. Trời ơi trời. Qua đây đúng không? Ui. Ở đây toàn là mít thôi, không có mướp. Phát phát mấy cái vàng này nè. Có mướp phồm. Mồng tơi nè Ngân ơi. Ồ, mồng tơi. Kìa, mướp kìa. Chỗ này nó hơi già nha. Ôi, trái mướp này là trái mướp cụ. Để giống luôn được rồi đó. Con muốn trồng mướp không? Trái mướp dài về nhà để giống xong rồi nó trồng luôn. Nhưng mà không có đất. Sao mà trồng được? Vẫn chưa thấy mướp đâu. Hôm trước chú hai chị ở gần đây mà ta. Chắc ở gần đây nè, lại coi thử thôi. Ôi trái mướp này lại thêm một trái mướp bự nữa. Ngàn lấy dắt hai trái mướp lên cổ nha các bạn. Nãy giờ đi kiếm hoài. Đừng đây. Có hai trái dắt lên. Đây là mướp giống trái chuối quá. Còn hết. Cái này không có ngon. Thôi bỏ lại đi. Đảo lại đi. Đi tiếp. Trời ơi, Ngân chỉ mướp gì là chết tôi rồi Ngân ơi. Thôi trời, có ăn là được rồi. Đây nè, trời ơi, nó núp ở trong đây nè. Sao mà thấy được, cao quá. Rồi bà hái một cái là hai trái xong bà dắt cổ giúp con nè. Thôi, trái thôi, đó, ủa trái mướp này ngon quá. Một trái nữa. Còn không? Trái này thôi, trái này rồi. Rồi. Trái này được không? Trời, trái này đem về làm gì đây? Thôi, đi tiếp đi. Nhìn cho kỹ vào. Nhớ giờ mới dò đó. Nhìn cho kỹ vô. Trái mướp này bự quá à. Này biết làm gì không? Hái dài buồn buồn tôi với bà ngồi xuống xong bánh lộn. Ôi, nào bốc bóp. Cái này cũng được đó nè, nhưng mà bị hư chút mà vẫn được. Bỏ vô đi xong nữa về cái mình cắt bỏ. Ở đây nữa nè. Có cái bông nè, mấy cái này nè ăn không? Này nấu canh ăn ngon lắm nè. Được rồi đó. Thấy rồi đó, đi hai quận mới thấy. Không nổi mà. Thì hai chị em mình nó đem cá về rồi nè, thì ở đây mình có được là 2, 4, 6 con cá mì dinh với lại 2 con cá rô phi, thì cộng thêm thì có hái thêm được mướp nữa. Nè đem về cái phần mướp này cẩm định sẽ là mình xào tỏi đúng không? Xào tỏi. Còn riêng cái phần cá bên đây thì mình muối chiên. Mướp ngon ghê luôn nhưng mà hơi già. Nhưng hơi mà già đúng không? Lựa được mấy trái này cũng được lắm mà. Ôi trái này là. Ôi trời, hơi cụ lão luôn rồi. Không, mà khúc này ăn được. Chiên á thì mình nên để dãy á. Đúng rồi. Cho cái thịt nó mềm. Dãy nó giòn ngon. Đúng rồi. Cá thì mình muối mặn mặn ha. Xong rồi còn cái này thì mình xào cho vừa ăn á. Đúng rồi. Trời bắt cơm lắm á. Tay dơ rồi mở tiêu giùm tôi đi. Không. Ướp bằng cái đôi đũa nó cũng đều quá. Lấy cái tay ướp luôn. Tay sạch nha, ướp bằng cá đó. Chịu được. Ướp dùm ít cho nó thơm. Nhóm lửa nãy giờ chưa được hả? Thấy rồi. Đang sang qua bên đây. Đói bụng quá à. Để rung tay. Cá tươi ghê luôn á. Này mà chiên lên rồi một cái nó thơm nứt cái lỗ mũi luôn. Ơi. Khó cháy. Giờ mình đang chuẩn bị để cho dầu sôi rồi bỏ tỏi vô. Phi thơm lên cho nó vàng rồi mình sẽ xào mướp nha. Nay ăn mướp xào một bữa coi có ngon không. Mỗi bữa thì nhà mình chỉ nấu canh thôi à. Nay xào một bữa. Ôi, tỏi vàng rồi, cái mướp vô. Xào xào. Bên đây cá liền một bề luôn rồi nè. Bây giờ canh để cá vô một lúc thì không thơm nữa. Thơm quá đi.
xào tỏi nhưng mà ngon đúng không? Ngon. Ăn rất chiên. Nay mình không ăn rau muống nhưng mà mình chỉ có mình ăn mướp. Thơm quá, mướp chín rồi. Cá cũng thơm luôn. Cá chín chưa? Cá sắp chín. Sắp chín. Sắp thôi. Trời ơi, lâu rồi không ăn mướp xào. Cái mùi thơm quá. Ngon quá. Bây giờ thì mướp cũng đã xào xong rồi, cá thì chiên vàng tươi luôn. Mời các cô chú, anh chị, các bạn cùng ăn cơm với nhà mình nha. Rồi mình ăn cơm thôi. Rồi, mời mọi người ăn cơm nha. Nè, xin mấy gì lấy con cá lên cho. Con cá goofy đó xin. Có cá goofy nè. Ăn thử cá đi nha, cá này là chị mới giăng luôn á. Mướp trước. Mướp, mướp. 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 Chị giăng cá đâu chị? Nóng. Chị với chị Ngân giăng ở cái hồ nhà chú Hai á. Ở dưới là cá, phía trên là mướp. Nhưng mà cái dây mướp đó là nó muốn bụi vậy đó. Mướp này thì nó hơi già mới được. Mướp ăn mà không khỏi là cắn vô bổng lử. Bổng lử thiệt đó. Xong mình lấy miếng mướp qua dính cái gần cho mình. Sao mấy đứa thấy mướp được vừa ăn không? Tại vì ở đâu có trái ớt trong đây nữa chị ta. Tại vì mướp này hơi già, chị chỉ ăn đi mót lại. Nhưng mà nó ngọt đúng không? Nó vẫn ngọt. Ngọt. Là mình hái xuống mình ăn liền á. Đúng rồi. Chấm với lại cái nước mắm ớt này nè. Trời ơi. Chị với chị Ngăn văng lưới không? Chị thì ở trước văng. Ngăn nó hôm sau làm gì chứ không biết nó làm gì ở phía sau luôn. Có. Trong cái hồ không có sườn. Có cái sườn không có cái dầm. Rồi xong rồi phải lấy cái miếng dán mà lót cái chân đi á. Chị bơi nhưng mà nó nặng. Rồi sao vậy nè? À trời ơi, dính rồi mà làm cái gì không biết nó làm gì sao. Chị cảm nhận lưới bắt chín cá dưới. Ở trên thì cái vàng lưới của mướp nó dính cái đầu chị. Ô chị mướp vàng dưới không? Còn nước. Nó người ta dành cái vàng á. Những cái vàng ở trên đó con. Ăn thử con cá giòn không? Mình dinh này coi. Giòn, dính dãy luôn rồi nè. Ăn dãy luôn. Được không? Nhưng mình ăn dãy luôn á. Xương nè. Nhưng mà chiên thì nó cũng đỡ. Cái mình dinh nó ăn phải cẩn thận một chút á. Nhưng mà ngon lắm. Thơm, thơm hơn cá rô phi là nhiều. Có cái vị thơm. Cá tôi cũng ngọt lắm á. Thấy cái mùi cá mì dinh á với lại cá dảnh cũng tựa tựa nhau á. Cái da nó giòn. Thơm. Chấm nước mắm ớt. Ngon tươi. Ngon. Cá muối chưa mặn hả? Cá muối chưa mặn hả? Ăn hơi mặn. Đây mướp. Chấm vô. Có đi giăng cá được có nhiều hay còn nữa chị? Hết rồi. Là cái tay lưới nó hơi ngắn á. Đúng rồi. Với lại hồi lúc sáng là trời chuyển mưa quá nên là hai chị tranh thủ về. Cái tay lưới nó ngắn quá, nếu mà dài là dính nhiều lắm á. Tại với lại mấy đứa thấy cá này ăn có mùi dưa leo không? Ăn dưa leo đó chị. Chị thấy nó ăn toàn dưa leo thôi hả? Thiệt. Cá năng tuồng. Nó dãy nó là vàng. Lấy hết đi. Toàn cá là năng tuồng. Nó như lại thôi à. Rồi không biết con cá khác. Thơm không? Còn đây là vô phi. Thông thường cá mà xong là nó hay ăn cong ghêu. Nên là cái thịt nó hay bị hôi. Đúng rồi. Còn cá này không hôi luôn á. Với lại thường là dễ thương nha. Thường á, cá rô phi á, văng ở trong hầm á, nó bị đóng gom. Mà hầm nào cũng bắt cá rô phi. Cá rô phi làm
nó sinh sản quá nhiều luôn á. Với lại á, chỗ nào cũng nó mau lớn á, nó cái gì nó cũng ăn được hết. Có người ta bắt được mấy bao cá hồ phi luôn. Ta tán hầm á. Toàn cá hồ phi không? Mấy chục ký luôn á. Cẩn thận nha. Xương hơi bị nhiều. Xương. Nhưng mà cái này là mình nạo ra làm cá dảnh ăn ngon. Làm cá chả. Cá chả. Nó lộn cá dảnh. Không, chả cá dảnh á, hoặc là chả cá mì dinh á, mình trộn lại á, nó cũng giống nhau á. Ăn nó ngon. Ngon hơn là mình chiên không ha. Bữa nào đi dân nhiều đi mình làm chả một bữa. À, sáng nay thì mình với Ngân đi bắt cá nè, với lại hái một ít mướp về làm món ăn tuy đơn giản nhưng cực kỳ ngon luôn các bạn. Nếu các bạn thích thì nhớ like, đăng ký kênh và ủng hộ nha. Xin chào tạm biệt mọi người.